Hello mọi người, như mọi người đã nhìn thấy tựa đề của video thì hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là 24 giờ toàn màu hồng, full màu hồng cho cuộc đời của mình luôn. Thì đầu tiên mình phải mặc một chiếc áo màu hồng chứ, đúng không? Mình sẽ sắp xếp hoặc là sử dụng 100% đồ màu hồng luôn. Mình sẽ uống và ăn những cái đồ màu hồng nữa. Đầu tiên là mình sẽ phải đi thay áo. Mình sẽ kiếm trong tủ coi có chiếc áo màu hồng nào không. Đây, một chiếc, hai chiếc. Mình có hai chiếc áo màu hồng thôi. Mình có hai cái, mình không biết là mình sẽ mặc cái nào, nên là bây giờ mình sẽ chụp để đăng lên Instagram hỏi các bạn là mình sẽ mặc cái nào. Sau khi mình hỏi các bạn thì các bạn chọn cái áo này. Wait a minute. Mình cũng không ngờ nữa, tại vì mình thấy cái áo này nó khá là đặc biệt. Mình nghĩ là các bạn sẽ chọn, nhưng mà không, các bạn đã chọn cái áo này. Là mình sẽ thay ra nha. Mình chuẩn bị đi ra một cái siêu thị để mua những cái đồ ăn màu hồng. Mình sẽ cột tóc lên bằng một cái cột tóc màu hồng. Còn bây giờ sẽ làm một cái hoodie màu hồng lè luôn. Mình là một người khá là thích màu hồng đó, nên là đồ của mình cũng màu hồng rất là nhiều. Hello mọi người, bây giờ mình ra siêu thị gần nhà thôi, nhưng mà mình cũng phải đeo cái này về cho an toàn. Mình mới phát hiện ra cái này của mẹ mình cũng màu hồng luôn nè. Đầu tiên á thì mình bây giờ đi kiếm một cái chai nước mà có nước màu hồng. À, mình phát hiện cái chai này trời, nó đứng lẻ loi ghê á. Sau đó phát hiện thêm cái chai này nữa. Rồi thấy thêm một hộp Nesty này nữa. Nhìn nó màu đỏ đỏ nhưng mà nó hồng hồng, mình cũng không biết nữa đây. Nani? Atiso đỏ nhưng mà thôi kệ đi, mình thấy nó đẹp quá. Bây giờ thì mình đi tới quầy bánh kẹo. Bây giờ mình đang kiếm cái kẹo nào màu hồng hồng. Đủ màu sắc luôn. À, mình phát hiện ra cái kẹo này, trời ơi nó rất là ngon luôn á mọi người. Rồi cuối cùng dừng chân tại đây. Trời ơi quá trời mấy cái bánh. Hello bạn nhỏ. Bánh gấu nè, là xong cái bánh que này màu hồng, nhìn nó bắt mắt thiệt luôn á. Sau một hồi phân vân thì mình lấy luôn cả hai hộp. Rồi sau mình vô tình thấy cái tteokbokki màu hồng này. Thật ra thì cái tteokbokki ở đằng trong nó không phải màu hồng đâu, nhưng mà cái vỏ ngoài nhìn nó cứ đẹp đẹp sao á. Đẹp quá. Là người bạn tâm gia. Quá đẹp. Sao á, nên là mình quyết định lấy cái này luôn. Rồi ghé qua lấy vô ô lựu đỏ nè. Bây giờ thì mình sẽ bỏ mấy cái món nước này vô tủ lạnh cho nó mát mát, là xíu nữa mình uống he. Mình mới đi mua đồ về, nó nóng cực kỳ nóng luôn á. Mọi người xem nè, từ sáng giờ làm cái mặt mình đổ quá trời dầu luôn. Để cái mặt này mình mà ăn tối là chắc chiên được luôn con cá luôn. Làm cái challenge này xong chắc mình bị ám ảnh màu hồng luôn á. Bây giờ mình phải suy nghĩ coi kiếm cái gì đó hồng hồng. Khoe với mọi người, đây là cái máy rửa mặt của Luna Mini 3. Cái em này mình xài 2 tháng rồi, rất là mê mệt luôn. Nhân dịp bây giờ thì mình phải đi rửa mặt thôi, tại vì mình mới ra ngoài về. Bữa giờ ở nhà thời tiết nóng nóng mà kèm với cái mà mình hay tập thể dục nữa, nên da mình đổ rất là nhiều dầu luôn. Mặc dù da mình là loại da thường nha. Còn mấy bạn mà da dầu mình không biết là tưởng tượng nó như thế nào luôn á. Mà theo bí quyết của Yến á, nếu mà để da mà không bị mụn á, hoặc là không bị viêm lỗ chân lông á, thì các bạn nên rửa mặt sạch với phải dọn sạch cái vùng chữ T này nè. Với lại hai cái khóe mũi là hai cái nơi mà các bạn không thể nào mà cọ sát kỹ được. Nên là mình hay cái sử dụng cái máy này để mình rửa mặt thật là sạch, để lấy cái mẻ nhờn từ hai bên này ra thì nó sẽ ít mụn ẩn hơn. Do mới đi ra ngoài về nên bây giờ mình phải rửa tay trước đã. Rửa tay thì là sạch. Và sau đó là mình sẽ súc miệng rồi. Đây là cái chai nước muối mà ba mình đã ấy sẵn cho mình. Mình sẽ súc. Bỏ cái sữa rửa mặt lên rồi mình bấm nút rồi nó sẽ tự rung lên. Cái lý do mình sử dụng cái máy này á, là do nó sẽ làm sạch sâu cái lỗ chân lông của các bạn. Nếu các bạn tự massage bằng tay á, mà không đúng cách á, có thể làm cho da mặt các bạn bị sệ mà còn bị viêm nữa. Tại vì do tay của mình không được sạch á. Các bạn có thể cảm nhận độ rung của nó không? Cái đó là sóng âm tisonic á, nó sẽ lấy cái chất dơ và cái chất nhờn ở trong da của các bạn ra. Vì nó kết hợp với các đầu cọ silicone kháng khuẩn nữa, nó sẽ vừa massage vừa đẩy hết dầu nhờn và da chết ra khỏi lỗ chân lông để da thông thoáng luôn. Lần nào mình rửa mặt á, mình cũng sẽ rửa da cổ luôn, vì da cổ cũng giống như da mặt vậy á, sẽ vô cùng dễ bám bẩn, nhất là lúc tập thể dục xong hoặc là mồ hôi khi dọn dẹp á, nên là các bạn đừng có bỏ qua nha. Kiểu như là mình ở nhà suốt ngày á, nên không bị ngốn thời gian bởi việc đi học nè, đi làm hay là tham gia mấy hoạt động ngoại khóa trường, nên là ý sẽ cố gắng dành thời gian cho bản thân nhiều nhất có thể luôn, như chăm sóc tóc, chăm sóc da hay là dưỡng da mỗi ngày. Và điều quan trọng nhất mình không quên đó chính là phải rửa mặt sạch sẽ với cái máy rửa mặt này, để mình có thể chăm sóc cẩn thận cái làn da bí bỏng này. Để anh vẫn luôn gọi em là em bé. Bởi vì nên trong dịch này mình có cảm giác rất là yêu bản thân và tích cực lắm luôn.
mới rửa mặt xong thôi mà da mình mịn màng với lại sạch bon thích ghê luôn á, giống như kiểu mình tống được hết 7749 kg bụi bẩn trên mặt vậy á. Kiểu da mình có vẻ như là nó hồng hào với lại nó căng nhẹ đây nè mọi người. Mọi người có thấy cái vùng chủ tê của mình không? Nó đúng sạch luôn á. Phần khóe mũi của mình nó cũng không còn mụn đầu đen nhiều như trước nữa. Quá là thích luôn. Đây là cái máy tính của mình. Thì mình đã mua cái ốp màu như thế này mà mình cũng đeo cho nó được 2 tháng rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ ra và thay một cái ốp màu hồng. Mình cũng mua tại shop này luôn. Nó rất là dễ thương. Cái ốp màu hồng của nó như thế này nè mọi người. Máy mình nè mọi người. Thực ra máy mình nó có màu hồng sẵn rồi, nhưng mà mình có cảm giác như là nếu mà mình không có ốp nó vô thì mình sẽ làm cái gì đó mình chảy xước nó. Nên mình buộc phải gắn cái ốp này vào để bảo vệ cái máy tính. Ta-da, xong rồi nè mọi người. Nhìn đúng xinh luôn á. Một thế giới màu hồng. Hôm nay thì mình có một tiết học online lúc 9:40 nên là mình đang chuẩn bị vô lớp học. Vì hôm nay là ngày màu hồng nên mình sẽ lấy cuốn sổ màu hồng yêu thích của mình. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chiếc hộp bút màu hồng. Và chắc là mình sẽ lấy một cái bút màu hồng luôn mọi người. Mình đang học lịch sử mọi người. Lịch sử nhưng mà bằng tiếng Anh. Trong khi học thì mình sẽ ăn thử cái kẹo này. Cái kẹo này chắc nhiều bạn cũng biết rồi. Mình nghĩ nó là màu hồng. Màu hồng này nhìn dễ thương không? Rất là ngon. Hello các bạn, mình đã học online xong rồi và bây giờ là 11:30. Cái giường của mình hiện tại nó đang là màu xanh lá, hình quả bơ. Nhưng mà mình có một cái ra hình màu hồng. Mình đang giặt ở dưới nhà nên bây giờ mình sẽ xuống lấy để đi thay ra giường nha. Ui là trời, cái ra của tôi đây. Ok, bây giờ đi lên thay ra giường thôi. Kiểu như là mình rất là ít thay ra giường luôn á, kiểu lâu lắm luôn á mình mới phải thay. Mỗi lần mình thay á là sẽ có pin phụ mình, nhưng mà pin đang làm gì á rồi mình sẽ tự làm. Cái xong mình thấy nó hơi chật vật một chút. Trời, kiểu đó sập giường luôn quá. Mấy cái sau mình quen rồi nên là không sao. Trời ơi, nhìn bé bơ cô đơn quá đi. Ta-da, cuối cùng cũng thay xong cái ra rồi. Xong, trưa nay mình sẽ ăn bánh canh. Tại vì ba mình không có cho mình nấu tteokbokki màu hồng hồi nãy á. Nhưng không sao, mình đã có chiếc hộp màu hồng và quả bưởi màu hồng này. Nhìn rất là nõn nè luôn. Ôi trời ơi, hậu đậu. Nè, cho mấy bạn ăn chung nè. Bây giờ mình đi rửa chén đây. Ta-da! Đây là tất cả những cái thứ màu hồng mà hồi nãy mình đã mua được ở siêu thị. Bây giờ là thật sự là mình không biết ăn cái gì nữa. Mình không biết làm cái gì trước. Mình nghĩ là mình sẽ ăn sữa chua trước. Thử cái chai nước này, nhìn nó có vẻ rất là ngon luôn á mọi người. Mọi người nhìn cái kem này nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nó có vị là berries, là vị dâu với lại bà, dâu với lại đó, vị nho với lại vị quất. Nhưng mà nó hơi hồng hồng. Cái này là màu hồng hay màu tím ta? Anh bạn à. Nhưng mà nó màu hồng mà đúng không? Mình thấy nó màu hồng. Thôi kệ đi, bỏ qua đi. Nhưng mà nhìn rất ngon. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ để dành cái này cho buổi tối, mình với Bin hoặc là mẹ cùng ăn. Chứ bây giờ là mình không muốn ăn nó lắm. Bây giờ mình muốn ăn da ua hơn. Mình sẽ ăn thử da ua và ăn bánh. Mình sẽ mang hai cái này để cất vào tủ lạnh luôn. Giờ mình với Bin sẽ ăn ba cái món này. Đó chính là món sữa chua, bánh với lại nước này, để coi nó như thế nào nha. Rất là hồng. Gỡ cái này ra. Một màu hồng. Cái muỗng, mình không có cái muỗng màu hồng nữa, mình lấy cái muỗng màu đỏ. Nó giống thôi màu gỡ bằng đứt. Cái sữa chua này chắc cũng không có xa lạ gì tới với mọi người rồi. Ở trong đây nó có da đàm.
rất ngon. Giờ mình sẽ uống thử cái nước này để coi nước này nó hơi mới của Ice Plus. Thì mình sẽ uống thử. Nó nhìn nó rất là hồng luôn, nước của nó màu hồng, rất là hồng luôn. Ăn nha. Mình có thể nó ghi là vị trái cây như là vị trái cây nhưng mà ở trên đây ý không biết là cái trái gì nữa. Nhưng mà nó cherry. Ngu dốt. Cực kỳ nhạt nhẽo luôn á. Nó như một nước lọc nhưng mà một chút vị thôi. Nó là nước lạ. Thì mình mới phát hiện ra một món mới. Bin phát hiện ra một món mới là lấy bánh chấm sữa chua. Ngon nè. Nước thật ngon. Thôi đi ăn một cây thôi là đủ. Bây giờ mình rảnh quá, mình đang cảm thấy như là cái bàn học của mình đang rất là lung tung beng luôn. Mình sẽ quyết định dọn cái bàn này theo một chủ đề, đó là chủ đề màu hồng. Mình có rất là nhiều đồ màu hồng luôn. Nên bây giờ mình sẽ dọn dẹp và sắp xếp cái bàn này thành màu hồng. Mình có hai cái hũ này đúng theo chủ đề màu hồng luôn, nên mình sẽ để đây. Mình ăn cơm với gia đình, ăn cơm gà rau với lại cơm gạo lứt. Mình không thể nào mà ăn được cái thức ăn màu hồng nên là sorry mọi người nha. Mình ăn cơm xong á, cái xong mình cảm thấy cái hộp này nó có vẻ nó khá là ngon. Kiểu mình chưa bao giờ uống cái này nữa nên là mình mang lên đây, mình đập đá và mang lên đây để pha thử coi là cái này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ đổ cái ly này qua đây cho nhìn cho nó đẹp. Nhưng mà mình đang có cảm giác nếu mà mình đổ qua nó sẽ đổ quá. Ok. Nào mọi người hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó đi. Nhìn nó rất là đẹp, màu của nó rất là đẹp. Nhưng rất buồn nó không phải là màu hồng. Đây là cái kem mà mình mua hồi chiều. Mình muốn thử cái này. Thì lâu rồi mình chưa ăn kem. Nên mình sẽ thử một miếng thôi. Nhìn nhìn nó rất là ngon luôn. Giống cái kem kiều quá. Sao? Ngon. Ngọt quá. Ngọt hả? Chết rồi. Cái mùi nó khá là lạ. Nó ghi là sinh tố cao cấp chứ không phải là kem á mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là kem. Mình cảm thấy cái này nó vừa chua vừa ngọt. Nên mình quyết định không ăn nữa. Mình cất lại. Bye bye. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Nếu các bạn thích thì đừng quên like, share và subscribe kênh của mình đó. Tạm biệt.